Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì bên em có được một đại lý bán hàng mới nhờ thanh lý hộ mấy cái dòng loa Array, gồm là có hai cặp. Thì anh em là có cái nắp rồi có cái chưa nắp. Đây là cụ bát của nó, bát neo 40. Đấy nhá, bát neo 40, côn 76 và tép đây. Tép neo từ 14 côn 76 luôn. Tép neo dây dẹt đồng hoàng nhá. Bán gọi là bán giúp bán hộ anh em là vào 18 triệu hai đôi này. Là bao cho các bác đánh nay sau sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ là đánh được. Đánh không được rực rỡ lắm thôi. Hai đôi nhá, 18 triệu là giá chưa có bao gồm cái cước phí vận chuyển, phí ship gì đâu. Bán hộ thôi. Đấy, anh em không được nhiều đâu. Anh em chỉ được có mấy trăm nghìn thôi, gọi là cùng lắm là cái tiền công đóng bìa là vào cái tiền mấy trăm nghìn thôi. Em chỉ kênh đi được gọi thanh lý bán hộ. Giá thị trường đôi này nó khoảng tầm ở trên 10 triệu một đôi. Đấy, cấu hình ngon. Đấy. Còn trung bình như này là các bác tự biết đường mà tính thôi nhá. Đấy. Bán hộ thôi. Tép này thì bên phụ kiện âm thanh theo bộ bán mới là vào 2 triệu 6 một đôi. Bát này giá thị trường bây giờ mới nó cũng phải tầm 3 triệu 2 một đôi. Đấy, giá thị trường như đừng có nói là giá cửa hàng phụ kiện âm thanh Thiên Long Bát Bộ. Đấy. Nha. Và thùng này nếu mà mới có bán thì nó vào tầm 4 triệu 6, 4 triệu 7 một đôi. Đấy nha các bác nha. Đấy, các bác tự cân đối được tài chính thôi đúng không? Đấy, đọc giá qua là các bác cộng dồn lên còn chưa tính phân tần. Phân tần cứ 900 nghìn một đôi, phân tần mạch trẻ nhôm. Đấy. Thì về trong cái tình trạng thùng nó xấu như hình này thì phù hợp cho các bác nào gọi là tiền ít mà đòi chơi đồ rẻ, đồ nó tương đối mới và rẻ. Đây gọi là anh em người ta không bán được thì đây em đứng ra em nhận thanh lý bán hộ. Thanh lý bán hộ nha, chứ không phải là bên em bán loại này. Nên là anh em nào đang bán hàng mới mà thấy tình trạng như này hết sức thông cảm, bởi vì anh em không bán được hàng nhờ mình bán hộ. Không vấn đề gì cả. Anh em giúp đỡ nhau được cái gì thì giúp. Đây mình có giúp được rất nhiều anh em rồi. Nhiều anh em giúp mà nhìn mặt mình thích lắm, nhiều anh em nhìn cái mặt mình ghét lắm. Đây. Thế cứ chưa lại. Đây, tiếp neo 750, họng kèn nó đây. Loại này tiếng của nó đánh thì cứ phải nói kinh rồi. Tuy nhiên nó không thể bằng mấy cái dòng loa bãi mà khủng khiếp được. Đấy. Giá dòng mới nó như thế nhá. Nói chung là bán gọi là bằng cái giá ngày xưa dóng lên, chỉ tranh nhau được có mấy trăm nghìn thôi, nên là anh em đừng có kêu đắt nha. Các bác giờ cứ tính tép là 2 triệu 6 này, thùng là vào 4 triệu 6 này, cộng bát kia là vào hơn 3 triệu, 3 triệu 2 đi, cộng phân tần 900 nghìn nữa, xong nhân đôi lên. Đấy, nhân đôi lên là thành hai đôi. Xem là giá em đọc ra là so với giá em tách lẻ ra nó cái nào giá tốt hơn. 18 triệu hai đôi nhá các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Clip sau em sẽ làm clip test, chứ còn hôm nay thì không test được. Đây, bát của nó đây. Đấy, bát màng nó như này. 40. Tôi neo con 76. Nó như thế này đây. Được chưa? Pro sau. Cái này về anh em gắn tên gì thì gắn thôi. Còn về đây là nói chung là nhờ anh em có nhờ bán hộ bảo anh giỏi bán hàng sự kiện hàng to hàng khủng, anh bán hộ em cái chứ em để nhìn đâu nó ngứa mắt lắm. Đấy, thế là em cũng hỏi luôn cậu của em bảo thế bây giờ chúng muốn định bao nhiêu. Đòi giá bán lẻ nhiều cao quá, bảo thôi ông tính giá gốc đi, tôi bán hộ ông thôi. Đấy, bán hộ thi thoảng có cái bán hộ cho nó vui, chứ không thì suốt ngày cái giá bán lẻ thì cao quá nhiều các bác chửi. Đấy, đây nhá, thùng na đây. Cái loại này thì các bác đánh nào sâu sự kiện tiệc cưới là vừa vừa nha. Còn nếu mà các bác muốn lấy thêm một cặp nữa thì giá nó vào 10 triệu một cặp. 10 triệu một cặp như này, mới cứng nha. Lấy hai cặp này xong lấy thêm một cặp như này nữa là 10 triệu. Là tổng là vào 28 triệu ba cặp. Nếu mà các bác muốn lấy thêm, còn như đây là có hai đôi thôi là thanh lý là vào 18 triệu. Đấy. Lắp mới lên thì bây giờ giá nó lên rồi, nên là không thể nào giá nó bằng ngày trước được. Gọi là tính tròn tròn giá là thế thôi, thế còn nẻ ra thì lại cao hơn. Tiện công nào làm hộ các bác thôi. Các bác làm nay sâu sự kiện tiệc cưới thì các bác cứ chơi nhiệt tình cho em. Ok chưa? Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Hôm nay giới thiệu này cũng không còn gì để mà nói rồi. Được chưa? Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé.